Chào bạn quý anh em và bà con cô bác đến với YouTube Xương Điện Bánh Xuyên nha. Hôm nay em tiếp tục làm cái con máy Yanma 3T74 dàn cầu sắt, tất cả bằng sắt hết nha. Duy nhất có sườn hàn gió đó là bằng inox, độ turbo cũng không được chơi nha bà con, nhưng chữ Thái đàng hoàng nha. Máy dàn cầu sắt thì lý do là chỗ nó nước ngọt nên chơi dàn cầu sắt. Mới vừa được khoảng cỡ 40%. Tất cả đường sắt hết nè. Hình như là chụp cái bu đi đầu này bằng inox thì phải, con quên mất tiêu rồi. Máy này được máy nghe địa nha. Máy này phía trước này chưa bong chóc nha. Cái này gì là 8 ly. Đùi đặc. Đùi này đặc cốt 35 nha bà con. Này dàn cầu sắt hết, tay cầm lại nắp đều inox. Ê xin lỗi bà con nha, này sắt hết nha. Đây, kiểu dáng cũng không có thay đổi gì nhiều, thay vì này inox thì nó chuyển qua sắt thôi. 3T74 nghĩa địa. Máy thì còn đẹp đoan trang nha. Độ chế máy thì đẹp lắm nha. Em quay bộ e cho bà con coi nha. Đó, trắng phiếu nha, không có đen nha. Bắt vòi cho bà con coi luôn. Trắng sạch sẽ đàng hoàng nha. Máy này nghĩa địa, đẹp đàng hoàng, không có dơ nha. Cái đầu chốt ốc là nghĩa địa nè. Khi nào hoàn thành em sẽ cùi rửa ra cho quý bà con cô bác coi. Đội sinh hàng. Đây là kênh YouTube của em, Xương Điện Bánh Xuyên. Nếu mà con cô bác nào nhu cầu sử dụng cái gì đó, cứ alo liên hệ em ha. Điện thoại của em là 0918 7821, hay 0945410049. Còn em này thì chuẩn bị đi. Cảm ơn quý bà con cô bác đã tin tưởng nhờ bên em ha. Bên em còn rất là nhiều máy về hàng nghĩa địa rất là đẹp nha. Tại vì em chưa có thời gian làm xong cái mấy bộ dàn cầu kia nên chưa có thời gian lên những máy này. Nói chung bên em lựa hàng toàn xuất sắc không à. Máy bụi bặm gì đó chửi rửa ra rất là mới nha. Máy đóng hàng, cái nào gói là đóng chuẩn bị đi nha. Mọi người máy lắm nha bà con. Rồi xin cảm ơn quý bà con rất là nhiều ạ.